tất cả mọi người đứng giãn cách ra nào. Không phải là một ngày hôm nay người ta tiêm rất nhiều ngày nhá. Vì lúc đấy là gọi theo từng khu phố vào nên là tâm lý muốn mình đi vào trước ấy, nên là mọi người có cái tư không muốn là muốn chen vào trước để đến hơn mình ạ. Vì cái thông báo đi tiêm ngay bất ngờ quá ạ. Không được chuẩn bị gì cả. Em vừa ngồi nhà vừa nấu cơm xong lúc 8 giờ cái là chủ nhà bảo là đi tiêm em ơi. Thế là mình đi luôn, thế là xảy ra hiệu ứng đám đông và đi hơi nhiều. Cũng ở nhà thì cũng có thấy nói là có lịch tiêm nhưng mà cũng chưa rõ, thì đến 8 giờ kém 15 thì tổ trưởng dân phố người ta báo là vào trong trường cấp 1 Trung Văn này tiêm là 8 rưỡi, nhưng mà mình vào thấy nó đông quá và cũng thấy tình hình như là dịch bệnh cũng khó ngăn chặn được. Là cũng mong là nên là giãn ra chứ không nên tập trung như thế này. Hoàng Thanh Loan 78, còn đấy thiếu mang về. Hoàng Thị Ngọc 91, Lã Văn Quyền 94.